Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại Top Khám Phá. Nói đến các loại Haki trong One Piece thì không thể không nói đến Senbusoku Haki hay còn được gọi là Haki quan sát. Và như các bạn đã biết, Haki quan sát có rất nhiều dạng hay nhiều cách phát triển tùy theo khả năng của mỗi người, như cho phép người sử dụng cảm nhận được mọi vật và sự việc xung quanh, cảm xúc hay thậm chí là nhìn thấy được cả tương lai ngắn và vân vân. Vậy nhắc đến Haki quan sát thì chúng ta phải nhắc đến ai và ai là bậc thầy sử dụng Haki quan sát trong One Piece? Chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng Top Khám Phá đến với Top 10 người sử dụng Haki quan sát cực chất trong One Piece. Copy. Đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu với người chẳng mấy nổi trội trong bảng xếp hạng này nhé. Lưu ý là chỉ không nổi trội trong bảng xếp hạng này thôi, chứ trong phim Copy vẫn bá lắm đấy nhé. Và tại sao trong bảng xếp hạng này Copy lại trở nên mờ nhạt như vậy? Đó chính là vì cậu mới chỉ thể hiện Haki quan sát của mình một lần duy nhất tại Marineford. Tuy nhiên, sức mạnh Haki quan sát này không phải là do Copy có chủ ý sử dụng, mà là cậu trở nên đã vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh chém giết hỗn loạn tại Marineford. Copy đã thấy được một tương lai khá là đẫm máu, nơi nơi có rất nhiều tiếng người la hét, than khóc xung quanh và xác người thì lớp lớp hy sinh tại chiến trường lẫm liệt. Và xung quanh cậu chẳng có một ai sống sót cả, họ đều bỏ mạng tại chiến trường này, và nhờ sự thức tỉnh Haki đó mà Copy đã có thể trở thành một phó đô đốc như hôm nay. Ino là một vị thần cai quản chốn thiên đường nơi thượng giới, nên năng lực này tưởng là không cần thiết, nhưng lại cần thiết không tưởng đối với vị thần của chúng ta. Đó là vì ai cũng biết rằng Ino cai quản một chốn thiên đình bằng luật lệ cứng nhắc và một chút đáng sợ, khiến cho ai cũng không dám chống lại. Và cũng nhờ có pháp luật hà khắc đó mà hầu như không có ai trên thiên giới dám làm điều bậy cả, nếu không thì sẽ có sấm chớp từ đầu dội xuống đầu đấy. Tuy nhiên, vì là một vị thần chỉ biết ăn không ngồi rồi như Ino thì làm sao mà biết được ai phạm lỗi để dội xét nhỉ? Đó chính là nhờ Haki quan sát chứ còn gì nữa. Haki vào thời điểm này được những vị thần gọi là Mantra, và Ino được sử dụng sức mạnh này để kết hợp với trái ác quỷ hệ điện của hắn, khiến cho tên tâm thần này có thể theo dõi mọi người trên Skypiea 24/24. Nói là theo dõi vậy thôi, chứ người ta suy nghĩ gì, nói gì hay làm gì thì Ino cũng đều biết đấy nhé. Thật là một sức mạnh quá khủng khiếp mà. Sanji. Anh chàng đầu bếp đào hoa Sanji là thành viên duy nhất trong băng đã phải bỏ ra 2 năm tập luyện ở nơi anh được gọi là địa ngục Trần Gian. Tuy nhiên cũng nhờ vào địa ngục Trần Gian ấy mà Sanji đã học được các kỹ năng rất cần thiết với một người đầu bếp. Ngoài ra, Sanji cũng đã có thể thành thạo Haki quan sát một cách vô cùng thuần thục. Haki quan sát của Sanji được sử dụng bằng cách quan sát mọi thứ xung quanh khu vực mình. Trong lần gặp gỡ với Kinemon, Sanji đã sử dụng Haki quan sát của mình đã tìm ra phần thân dưới của Kinemon đã bị chìm sâu xuống biển. Râu trắng. Người đàn ông mạnh nhất trên thế giới, tứ hoàng râu trắng. Không biết Haki quan sát của ông mạnh như thế nào, vì chúng ta chưa từng nhìn thấy râu trắng sử dụng vào bất kỳ khi nào cả. Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ lại bộ phim thì bạn sẽ thấy râu trắng đã từng sử dụng Haki quan sát một cách không thể hoàn hảo và thành thạo hơn. Đó là khi lần đầu tiên Ace được gia nhập vào băng hải tặc râu trắng, anh chàng đã cố hết sức mình để làm sao có thể đưa vị tứ hoàng đáng sợ này qua thế giới bên kia bằng cách ám sát ông lúc ông đang ngủ. Tất nhiên thì ai cũng biết kết quả là gì rồi, thậm chí là thủy thủ đoàn trên tàu còn chẳng buồn ngăn cản chàng trai tân binh hỏa quyền nóng nảy kia cơ mà. Vì không phải tự dưng mà râu trắng được gọi là người đàn ông mạnh nhất thế giới đâu. Bằng Haki quan sát của mình, râu trắng có thể đoán trước được thời điểm Ace tấn công mình để tránh đòn và không quên tặng cho anh chàng vài ba đấm. Và thậm chí là lúc đang ngủ, Ace cũng chẳng thể làm gì được râu trắng cả. Usopp là một xạ thủ đỉnh cao trong băng, nhưng độ nhát gan thì không ai bằng. Tuy nhiên dũng cảm thì Usopp cũng không hề thiếu đâu nhé. Trong trận chiến Dressrosa, Usopp đã lần đầu sử dụng Haki quan sát tại Dressrosa để giúp đỡ cho Luffy và Law không bị Sugar biến đổi thành đồ chơi. Tuy nhiên điều đang nói ở đây, trong lúc Usopp ngắm bắn Sugar, anh không hề biết rằng cô nàng hiện tại đang đứng ở vị trí nào đó, cho nên Usopp ngắm bắn hoàn toàn nhờ vào năng lực và sức mạnh của Viola. Tuy nhiên với Haki quan sát của mình, Usopp có thể thấy trước được vị trí của Sugar khi cô tiếp cận hai anh chàng thuyền trưởng kia, và bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó, Usopp đã bắn trúng được Sugar và giải thoát cho Law và Luffy khỏi sự bị biến thành đồ chơi của cô nhóc 8 tuổi.
Fujitora. Là một lão làng về haki quan sát, Fujitora sử dụng haki quan sát đúng như tên gọi của nó. Ông chẳng cần đôi mắt của mình để thấy đường nữa, mà Fujitora hoàn toàn sử dụng haki quan sát để thay thế cho đôi mắt của mình. Kể cũng ngộ, vì sau bao nhiêu lần nói về Fujitora, mình vẫn không thể hiểu rằng tại sao ông lại tự phế bỏ đôi mắt của mình. Kết quả là ông vẫn phải cầm gậy để mò đường và quơ quơ quạng quạng để tìm đồ vật. Tuy nhiên trong chiến đấu thì có mù cũng như không, vị đô đốc này có thể thấy được mọi đòn tấn công của kẻ thù. Nếu như không sử dụng thành thạo haki quan sát thì chắc Fujitora đã không phế bỏ đi đôi mắt của mình như vậy. Và nếu chỉ thành thạo haki quan sát mà sức mạnh cũng chỉ thuộc đổi bình thường thì có lẽ Sakazuki đã không đề bạt ông lên trở thành một đô đốc hải quân như thế nhỉ. Doflamingo là một nhà chính trị gia, một doanh nhân thành đạt và là một đức vua vô cùng đáng kính của Dressrosa. Tuy nghe có vẻ là một người lương thiện, nhưng sức chiến đấu của tên này thì các bạn theo dõi bộ truyện mới biết nó khủng khiếp tới mức nào. Doflamingo được biết là người có thể sử dụng thành thạo cả ba loại haki và đặc biệt nhất là haki bá vương. Vậy còn haki quan sát thì sao? Haki quan sát của Doflamingo đã được hắn sử dụng tại Dressrosa. Doflamingo biết được khi nào thì Luffy xuất hiện hay khi nào thì hắn bị tấn công. Thế nên hắn luôn để lại một phần thân bằng tơ để thế mạng cho mình. Đặc biệt là khi Luffy bị hai anh em nhà Kelly phân dẫn dụ vào ống cống. Doflamingo đã biết trước rằng Luffy đang bị kẹt ở đó để gửi tới cho cậu một phân thân bằng tơ để tiếp đón nồng hậu. Trong lần xuất hiện của Doflamingo tại dinh thự riêng của hắn, Doflamingo đã tránh đòn tấn công của Baby Five một cách vô cùng tự nhiên và mượt mà, giống như là hắn biết trước được Baby Five sẽ tấn công vào đâu vậy. Nên nếu nói về haki quan sát thì chẳng phải Doflamingo cũng ghê gớm lắm sao? Luffy là một tân binh hải tặc đến từ Biển Đông. Mình kỳ đi Luffy trước đây, khi gặp một người sử dụng haki quan sát, Luffy đã bị ăn hành khá là nhớ đời. Tuy nhiên cậu vẫn chưa biết được sức mạnh đó là gì, cho đến khi Luffy trở về từ 2 năm tập luyện cùng với Rayleigh thì cậu đã thông thạo nó một cách khá là ngầu lòi. Nhìn xem, Luffy mũ rơm đang lướt thật nhẹ nhàng giữa cơn mưa đạn đây này, tất cả đều nhờ vào năng lực của haki quan sát đấy. Sau khi trở về từ 2 năm tập luyện cùng với Rayleigh thì trên đảo Sabaody thì chẳng có thằng nào con nào chạm được một sợi tóc của Luffy cả, bởi vì theo sức mạnh của haki thì cứ né mà thôi. Chưa kể, sau khi vượt qua được đảo bánh khi chiến đấu với Katakuri, sức mạnh haki quan sát của Luffy đã tăng lên một tầm cao mới khi cậu có thể nhìn được một khoảng trước tương lai. Rayleigh. Để có được một Luffy sử dụng haki thành thạo như ngày hôm nay thì chúng ta không thể quên được công lao giúp đỡ của người thầy cao quý nhất trong One Piece, Silver Rayleigh. Trước khi độc giả và mọi người có thể hiểu được haki là gì thì Rayleigh đã xuất hiện và trình diễn những sức mạnh bí thuật đó một cách vô cùng thành thạo và biết được rằng Rayleigh sở hữu cả ba sức mạnh haki vô cùng bá đạo. Ngoài ra, ông còn thành thục nó nữa chứ. Vì thế nên, trở thành một người sư phụ và huấn luyện cho một vua hải tặc tương lai thành thục haki như mình thì không phải là chuyện quá khó đối với ông. Và nếu muốn biết trình độ haki của Rayleigh đến đâu thì có thể nhìn đứa học trò cưng mà ông dạy là biết ngay thôi. Katakuri. Và cuối cùng là nhân vật có thể nói là người đã đem lại cho chúng ta một góc nhìn cực kỳ mới lạ và thích thú về haki quan sát. Katakuri, người con hùng mạnh của Big Mom, là một kẻ thành thục haki quan sát tới mức có thể nhìn thấy được mọi chuyện sẽ diễn ra ở tương lai trong thời gian ngắn. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng trong lúc chiến đấu thì nó lại rất hữu dụng đấy nhé. Bằng chứng là Katakuri đã cho Luffy một trận đòn nhớ đời trong thế giới trong gương của Broly khi dám đối đầu lại với anh. Bằng cách nhìn thấy được tương lai, Katakuri có thể quan sát mọi hành động của đối thủ, biết được chúng sẽ tấn công vào đâu hay chúng sẽ làm gì tiếp theo để có thể tránh đòn một cách hiệu quả. Và tuy rằng Katakuri là người đã nằm xuống trong trận đánh với Luffy, nhưng anh chưa bao giờ được xem là kẻ thua cuộc vì sức mạnh của mình hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.